2018 cho đến lúc này vẫn tiếp tục một lần nữa được phát huy. Như vậy hiệp một trận đấu giữa hai đội U23 và Thái Lan đã bắt đầu. Đội xuất phát của Việt Nam gồm có số 1 Bùi Tiến Dũng, số 3 Huỳnh Tấn Sinh, số 4 Hồ Tấn Tài, số 5 Đoàn Văn Hậu, số 7 Triệu Việt Hưng, số 10 Trương Văn Thái Quý, số 14 Nguyễn Hoàng Đức, số 16 Nguyễn Thành Trung, số 18 Hà Đức Trinh, số 19 Nguyễn Quang Hải và số 21 là Trần Đình Trọng. Có thể sẽ rất khác. Và chuyền bóng lỗi là của Huỳnh Tấn Sinh. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Và dứt điểm đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu đó là cú đá của tiền đạo cắm Supachai. Supachai cao hơn 1m8. Rất hợp lý, vừa can thiệp là Triệu Văn Hưng. Hà Đức Trinh đã có một lực khá hay nhưng đáng tiếc là cú đá nối sau đó bằng chân phải của Hà Đức Trinh lại không. Hà Đức Trinh là người ghi bàn thắng đầu tiên của Việt Nam tại vòng loại bảng K. Chúng ta cùng xem lần nữa pha xử lý đầy quyết tâm. Ý Đoàn Văn Hậu. Đôi lúc vẫn bị cấn cá trong tâm lý dứt điểm. Pha ghi bàn thứ hai của Đức Trinh ở giải đấu lần này, bàn thắng rất quan trọng. Cú đá vào giữa hai chân của thủ môn Quang Nam. Pha chơi bóng có thể nói là xuất sắc của U23 Việt Nam, không chỉ ở đường truyền của Đoàn Văn Hậu, cú dứt điểm của Hà Đức Trinh. Tôi muốn nói đến những tình huống di chuyển không bóng của Quang Hải và cả Hoàng Đức nữa. Tất nhiên là khi mà đội U23 Việt Nam khi đá với Thái Lan, các đội Việt Nam cũng không cần phải nhau lên nhiều như Indonesia. Rất tốt, Bùi Tiến Dũng đã chủ động di chuyển và Đoàn Văn Hậu. Hà Đức Trinh chuyền bóng không kịp đi, chuyền bóng chân dài. Rất tiếc Hoàng Đức không dứt điểm. Hoàng Đức thuận chân trái mà có thể rất đẹp. Người vừa thực hiện đường kết nối là Hoàng Đức. Nhịp chơi của U23 Việt Nam được điều chỉnh chậm lại. Chúng ta có ít người phía trên và không cần phải vội vàng. Đã từ quá xa. Đường chuyền của Hoàng Đức. Chuyền ngay. Hà Đức Trinh. Khi không phát huy được những phẩm chất của các cầu thủ dưới sân rõ ràng họ có vấn đề. Tình huống bật lên của Hoàng Đức là những tình huống sóng gió trên không. Quang Hải, Triệu Việt Hưng, pha băng ra bóng lót kịp thời của cầu thủ Thái Lan. Việt Hưng phạm lỗi. Quang Hải, vẫn là Quang Hải đột phá. Chuyền ngược lên, chân chạy. Đó là Hoàng Đức. Pha đi bóng và chuyền bóng vừa rồi đúng nhãn hiệu của Nguyễn Quang Hải. Khi xử lý ở trong là một cú ăn bê bằng chân trái cũng chất thuận của Nguyễn Quang Đức. Một quả bóng có thể nói là được nhớ lại những ngày rất đẹp trên sân Mỹ Đình ở chung kết của AFF Cup 2018, giải đấu mà chúng ta đã lên ngôi vô địch Đông Nam Á thêm một lần nữa. Trên sân lúc này chúng ta xem lại pha đi bóng một đoạn khá dài của Quang Hải. Tình huống gợi nhớ đến pha phối hợp giữa Quang Hải và anh Đức ở chung kết lượt về AFF Cup
vào tháng 12 năm ngoái. Cũng là một động tác xoay người lườn quá dẻo, và cũng là một pha đá nối bằng chân trái giống như anh Đức. Đó thật sự là một pha ghi bàn đẳng cấp, làm nức lòng khán giả, cách biệt được nhân đôi. Của Panzer luôn là rất mới lạ. Cả chuỗi những gì đã có trong năm 2018 cho đến lúc này vẫn tiếp tục một lần nữa được phát huy. Một tình huống ngẫu nhiên, Tấn Sinh lùi về va vào đối phương. Bóng vào Thay Hồ dành cho Supachai. Một pha va chạm khiến cho cầu thủ áo đỏ rất đau, xuất phát từ bước lùi của Tấn Sinh, và chúng ta có lẽ cần phải có một góc quay chậm để hiểu thêm những gì đã xảy ra. Khó khăn chồng chất với cầu thủ Thái Lan. Đây, chúng ta cùng xem một lần nữa. Đúng là Tấn Sinh có những bước lùi làm cho Supachai lỡ đà, nhưng anh chàng này cũng đã ức chế từ hiệp 1 rồi, và có một động tác như là vùng nằm đấm vào cầu thủ Việt Nam. Vị trí pha chạm đứng rất gần sự quan sát của trọng tài người Uzbekistan Serov Kasimov. Trận đấu vẫn còn rất nhiều thời gian, nhưng trên sân lúc này thì UEFA Thái Lan chỉ còn lại 10 người trong tình thế đã bị thua trước 2 bàn. Mọi chuyện là quá thuận lợi với UEFA Việt Nam. Sau tình huống để thua thứ hai của Thái Lan, đã có một vài va chạm khiến cho trận đấu nóng lên trên mức cần thiết. Nhưng với UEFA Việt Nam, đây là lúc mà cầu thủ áo đỏ cần phải hết sức bình tĩnh. Rõ ràng mọi chuyện đã thuận lợi lắm rồi, không có gì phải vội vàng vào lúc này cả. Đây đúng là tình huống mà Subachok đã việt vị. Không còn Supachai thì Subachok và Kanarin sẽ là những người đá cao nhất trên hàng công của Thái Lan. Của Irasut, thêm một chiếc thẻ được rút ra. Thêm những chi tiết chỉ ra rằng trận đấu đang diễn ra trong một tình thế tồi tệ cho đội tuyển U23 Thái Lan. Đứng trước bóng là Thái Quý. Quang Hải đang đứng ở một vị trí thuận lợi từ tuyến 2. Thái Quý vẫn thực hiện đường truyền vào trong. Dứt điểm 3-0 rồi. Vâng, phút thứ 63 và đã là 3-0 cho đội Việt Nam. Không loại trừ khả năng đây sẽ là chiến thắng lớn nhất của đội Việt Nam trước Thái Lan nhiều năm qua ở các cấp đội tuyển. Bàn thắng thứ hai của Thành Trung ở vòng loại lần này. Đó cũng là một tình huống dứt điểm của Kuligan. Và thậm chí bàn thắng vừa rồi còn dễ dàng hơn rất nhiều những gì mà Thành Trung đã có trong trận đấu gặp Brunei. Tùng à, nếu mà tôi không nhầm thì chiến thắng đậm nhất của Việt Nam trước Thái Lan nhiều năm qua là chiến thắng 3-0 ở trận ấy năm 98, phút tay ngờ 98. Vâng, đó là trận bán kết vào ngày 1 tháng 9 thì phải. Tôi vẫn nhớ là như vậy. Một ngày khó có thể quên đối với những người bóng đá Việt Nam. Thành Trung đã có đủ thời gian để ngắm nghía và dứt điểm
vào một vị trí mà thủ môn không thể bắt nổi. Bàn thắng thứ hai của trung vệ Thành Trung ở vòng loại. Tôi là người đã tường thuật trận đấu cái đây 21 năm. Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 ở trận đấy và rất có thể ngày hôm nay Việt Nam còn thắng đậm hơn. Với đà phát triển và tâm lý thế này thì không hề là con tếu khi nói rằng chúng ta sẽ rất là hức để hướng đến vòng loại World Cup, đúng không ạ? Chính xác là như thế. Vòng loại World Cup cũng sẽ là một mục tiêu của đội Việt Nam trong năm 2019 này. Tôi nghĩ rằng với thực lực của bóng đá Việt Nam hiện nay thì chẳng sớm chút nào nếu như chúng ta đặt mục tiêu World Cup, nhất là khi mà FIFA gần như đã đi đến quyết định tổ chức World Cup 2022 với 48 đội bóng. Nhìn từ kết quả ở Asian Cup, chúng ta cũng có thể làm một phép tính rằng một suất trong 8 đội mạnh nhất của khu vực châu Á là điều mà chúng ta có thể hướng tới được. Tất nhiên chặng đường đi tới World Cup bao giờ cũng cực kỳ gian nan, nhưng khi mà FIFA World Cup sẽ có sự tham gia của 48 đội bóng và suất tham dự của khu châu Á đã được nâng lên 8 suất rưỡi thì mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều. Ba không với những người là một tỷ số ngoài sự tưởng tượng, đặc biệt là khi Thái Lan tỏ ra áp đảo ở hai trận đấu trước, có một đối chơi trơn tru. Tuy nhiên bóng đá là như vậy, không thể nói trước điều gì cả. Bóng đá là môn tập thể, có những sai số. Và bản thân với mỗi vận động viên thì ngày hôm nay chưa tốt không có nghĩa là hôm sau vẫn sẽ chơi được như vậy, và ngược lại. Cho dù đây mới chỉ là một cuộc so đỏ ở lứa trẻ U23, nhưng trong thành phần thi đấu của hai đội cũng có những người có thể chơi được cho đội tuyển quốc gia. Và tôi vẫn có cảm giác rằng đây sẽ là trận đấu khiến chúng ta cảm nhận một cách rõ rệt hơn về khoảng cách giữa bóng đá Thái Lan, bóng đá Việt Nam vào thời điểm này. Điều mà chúng ta đã không có được một phép so sánh trực tiếp ở AFF Cup năm 2018. Phải nói bóng đá Thái Lan vẫn hơn bóng đá Việt Nam về khâu tổ chức. Họ đã đi vào chuyên nghiệp và quy củ rất lâu. Tuy nhiên bù lại, bóng đá Việt Nam có những điều đặc biệt riêng. Đó là tình cảm vô bến của khán giả và cao thủ khả năng chịu đựng cũng như tinh thần khi được đẩy lên cao độ và rất xuất sắc. Khi người ta nói đến khái niệm tinh thần Park Hang-seo thì ông Park đã nói một câu rất chí lý rằng ông chỉ là người thổi lên tinh thần vốn có của người Việt Nam, thổi đúng lúc đúng chỗ. Vâng, đó luôn là cái giỏi của một người thầy, của một huấn luyện viên, tạo ra một niềm cảm hứng đúng lúc đúng chỗ, là sự khác nhau giữa những người đang dẫn dắt của tập thể như được một bóng đá. Tôi nghĩ rằng bóng đá Thái Lan vẫn có khả năng tổ chức vào loại tốt nhất của khu vực Đông Nam Á. Nhưng với bóng đá Việt Nam vào lúc này là những cá nhân có những phẩm chất có thể nói là dị biệt, và những khoảnh khắc bùng nổ như những gì mà chúng ta đã nhìn thấy trong trận đối đầu cụ thể của lứa trẻ tại vòng loại giải U23 châu Á năm 2020. Dứt điểm có nét hiếm hoi của Thái Lan. Điều dứt điểm của Pacharapon, cầu thủ vào sân hàng người. Cầu thủ thay người cuối cùng đã vào sân, Thanh Thịnh vào sân thay Tấn Sinh.
cầu thủ Việt Nam biến những phút cuối cùng của trận đấu thành một buổi tập. Chúng ta vẫn mong chờ bàn thắng thứ tư. Tuy nhiên có vẻ như Park Seo không biết gì đến trận bán kết Cúp Tiger 98 cả. Thành ra có lẽ ông không nhắm đến kỷ lục gì cả, mà chỉ để cho đội bóng thi đấu ở mức độ ổn định, tránh những sai số. Thực ra thì ông Park Hang-seo cũng đã tỏ ra cực kỳ tiếc nuối với tình huống mà Quang Hải dứt điểm không thành công, một pha bóng mà hoàn toàn có thể khiến cho trận đấu có khoảng cách lớn hơn. Có lẽ điều ông mong mỏi nhất với thầy trò là tận dụng tốt nhất những thời cơ. Chưa có lúc nào như thời điểm này bóng đá Việt Nam có quyền được chơi một cách đĩnh đạc và khẳng định vị thế của mình tốt như thế trước Thái Lan. Sự bần thần của huấn luyện viên Alexander Gama. Ngay từ đầu vòng loại, tôi đã có nhận định rằng những cầu thủ này, những người mà 11 người trong số dự vòng loại đã đến với giải U20 thế giới là những cầu thủ rất tiềm năng. Chỉ có điều họ không gặp được những cái thuận lợi bởi vì những năm qua không được thi đấu nhiều, tích lũy kinh nghiệm không nhiều. Rõ ràng là đã có sự tiến bộ và sẽ còn tiến bộ từ giờ đến cuối năm, cũng như hướng đến vòng chung kết U23 châu Á đầu năm sau. Trình vẫn thi đấu rất tận tình. Có vẻ như việc đổi áo sang số 18 mang lại những may mắn nhất định cho Đức Trình. Áo số 18 và cách chơi gợi nhớ đến Phan Thanh Bình trước đây. Và chuyền bóng ngẫu hứng của Quang Hải. Thanh Thịnh trả nước đập lông quá ngoan. Tỷ số là 4-0 cho U23 Việt Nam. Cuối cùng điều chúng ta mong chờ đã đến, có lẽ đây sẽ là kỷ lục về một trận thắng Thái Lan vượt cả kỷ lục 3-0 cách đây 21 năm tại sân đấy. Pha đập lông hết sức cơ bản của Trần Thanh Sơn, cầu thủ đang chơi cho Hoàng Gia Lai. Một pha dứt điểm từ tuyến hai mẫu mực và thủ môn Thái Lan đã phải vào lưới ngắt bóng lần thứ tư trong trận đấu. Pha bóng có sữa mặt của hai cầu thủ vào sân 20. Đây là giải đấu mà những pha đi bóng xuống góc trái sau đó đưa ngược lên là vũ khí rất đáng chú ý của U23 Việt Nam. Thanh Thịnh, Thanh Sơn đã có cú đặt lòng cực kỳ chuẩn mực. Và trước đó không thể không nhắc đến pha bóng rất nghệ thuật của Quang Hải. Một cú đặt lòng rất chắc chân và thủ môn Thái Lan Hoàng Nam lại bị khuất tầm nhìn. Không cần bàn thắng này thì U23 Việt Nam cũng đã chắc thắng với một chiến thắng cách biệt. Nhưng đúng là như cái cách mà ông Park Hang-seo đã thể hiện sau tình huống bỏ lỡ cơ hội trước đó của Quang Hải. Đội bóng áo đỏ cần phải chơi một cách thuyết phục, một cách mạch lạc. Họ là những người trẻ, họ cần phải thể hiện được đầy đủ nhất những gì được gọi là kiến thức, những gì được gọi là sự quyết tâm và ý chí thi đấu. Và với pha bóng vừa rồi thì các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện được tất cả.
trở. U23 Việt Nam có một chiến thắng xuất sắc trước U23 Thái Lan. Đó là điều mà chúng ta không dám nghĩ tới trước khi trận đấu này diễn ra. Một trận đấu mà Hà Đức Chinh đã để lại được dấu ấn bằng bàn thắng mở tỷ số. Một trận đấu mà hầu hết các cầu thủ của U23 Việt Nam trên sân đều đã chơi một thứ bóng đá thuyết phục. Chúng ta kiểm soát tốt trận đấu và có cách biệt lớn nhất trước Thái Lan trong lịch sử. Các bàn thắng tiếp theo sau pha ghi bàn của Hà Đức Chinh thuộc về Hoàng Đức, Thành Trung và bàn ấn định chiến thắng của đội chủ nhà thuộc về Trần Thanh Sơn. Với kết quả này thì U23